Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu bài tập nâng cao về hệ thức VS tiếp theo. Cho parabol có phương trình là a bằng x bình phương và đường thẳng D có phương trình là a bằng trừ 6x cộng m bình phương trừ 6m. Tìm m để D các phê tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn x1 mũ 3 cộng m bằng 8x1 trừ cho hiệu của x2 bình phương trừ m bình phương chia cho 6. D các phê, do đó thì ý đầu tiên là chúng ta lập phương trình hoành độ giao điểm của D và phê là thầy cho x bình phương bằng trừ 6x cộng m bình phương trừ 6m, chuyển hết sang trái đổi dấu là được là x bình phương cộng 6x nè trừ cho m bình phương cộng cho 6m bằng 0, thầy gọi là phương trình sau. Sau đó thì chúng ta đi tính delta phải. Ở đây lưu ý nè, a là 1, a là trước x bình là 1 nè, b là trước x là 6, b chẵn, vậy tính b phải luôn, b phải là b chia 2, 6 chia 2 bằng 3, còn c nó là 6m trừ cho m bình phương nha, c là số tự do b chẵn. Do đó thầy tính delta phải bằng b phải bình phương trừ cho ac. B phải bình phương là 3 bình phương trừ ac là trừ cho 1 nhân cho 6m trừ cho m bình phương. Ok chưa? Rồi. Delta phải bằng gì? Nó bằng cái này là chỗ này sẽ thành 9 nè, 3 bình phương là 9 nè, trừ 1 nhân cho 6m trừ 6m này. Trừ 1 nhân cho trừ m bình là cộng m bình. Chỗ này nó chính là bằng m trừ 3 tất cả bình phương. Đúng chưa? Rồi. Vậy thì ở đây là D các phê tại hai điểm phân biệt thì phương trình sau có hai nghiệm phân biệt, đúng không? Lý luận này. D mà các phê tại hai điểm D các phê tại hai điểm phân biệt tương đương nè. Cái phương trình sau á có hai nghiệm phân biệt, vậy tương đương là delta phải lớn không, mà delta phải là cái gì, là m trừ 3 tất cả bình phương cho lớn không, bình phương lớn không là nhớ là khác không, khác không nghĩa là m trừ 3 khác không á, vậy là m khác 3 đó, nhớ chưa, m khác 3 nha, m khác 3, m khác 3. Tiếp theo này, tiếp theo thì do có x1, x2 vậy đó, chúng ta dùng VS thôi. Dùng VS nha, dùng VS. Tiếp theo là dùng VS. Theo hệ thức VS ta có tổng hai nghiệm là x1 cộng x2, tích hai nghiệm là x1 nhân x2. X1 cộng x2 bằng trừ b chia a. Trừ b chia a là trừ mấy? B là 6, vậy trừ 6 chia 1 chính là bằng trừ 6. Có x1 nhân 2 bằng c chia a, c là 6m trừ m bình chia cho 1 là chính bằng là 6m trừ cho m bình phương. Ok chưa? 6m trừ m bình phương. Và theo đề này. Theo đề ta có x1 mũ 3 cộng cho m bằng 8x1 trừ cho hiệu x2 bình phương trừ cho m bình phương và chia cho 6. Rồi chúng ta quy đồng đi. Quy đồng, bỏ mẫu cho nó gọn ở đó. Nhân đây là 6x1 mũ 3, được không? Nhân đây là được là 48 này, 48x1 thì chuyển qua trái thành là trừ 48x1, đồng ý chưa? Rồi cái này là bảo mẫu thì được là trừ x2 bình phương chuyển sang phải, chuyển sang trái, chuyển sang trái nha. Bên bên phải là trừ x2 bình phương chuyển sang trái là được là x2 bình phương nè. Rồi. Cái này là nhân lên là 6m. Đúng không? 6m. Chỗ này là thành là đổi dấu thành là cộng m bình này, chuyển sang trái thành là trừ m bình bằng 0, đó. Rồi, cái chỗ này lưu ý này. Mình thấy cái này là x1 cộng x2 bằng trừ 6. Đó, thầy rút x2 ra ngoài, x2 thành thành gì? Trừ 6 trừ x1 được không? Suy ra này, x2 bằng trừ 6 trừ x1 để chi? Để mình thay vào đây, cho nó còn một ẵm. Đúng không? Chỗ này có x2 này,
Vậy là cái này sẽ tương đương với là 6x1 mũ 3 này trừ cho 48x1 để nó còn một ẵm thôi. X2 thì thay bằng mấy đây? X2 thì thay bằng là trừ 6 trừ x1, mà dấu trừ là mất rồi, bình phương mất dấu trừ rồi. Vậy thì ghi là x1 cộng 6 được không? Bình phương x1 cộng 6 tất cả bình phương. Còn 6 mà cảm thấy nào? Rất đẹp đúng không? Rất đẹp, họ cho tính rồi phải không? 6m trừ m bình chính là bằng x1 cộng x1 nhân x2. Thấy chưa? 6m trừ m bình chính là bằng x1 nhân x2. Vậy trừ x1 nhân x2 hay cộng x1 nhân x2 bằng 0. Thấy chưa? Ok chưa? Rồi. Này tương đương 6x1 mũ 3. Có lẽ là đưa về phương trình bậc 3 đó. Cái này là x1 bình phương nè, là cộng cho x1 bình phương. Này là 2 lần x1 x2 là 10 12 đúng không? À, là 24. À, từ 2 nhân x1 x2 là 12. 12 cái này trừ cho 48. 12 trừ 48 còn bao nhiêu? Còn trừ 32 đúng không? Đây. Trừ 48 nè, cộng cho 12. Đó còn trừ 30 36 đúng không? Trừ 36. Trừ 36, ok. Trừ 36x1. Cái này là cộng 6 bình là 36. Cộng cho 36. Cộng x1 nhân x2 bằng 0. Được không? X1 nhân x2 bằng 0. Rồi từ từ nha. À cái này mình phải thế luôn mới được. Để vậy là hơi khó rồi. Chỗ này x2 mình thay bằng gì luôn? Mình thay còn ẵm thì mình thay bằng mấy? Trừ 6 trừ x1 đi cho nó gọn nè. Đúng không? X2 là thay bằng trừ 6 trừ x1. Chỗ này từ từ nha, để thầy sửa là cái này tí. Đoạn nó hơi rối á. Chỗ này cái đoạn này bỏ đi nha, bỏ đi. Thay luôn đồng loạt nè. Này sẽ tương đương với là 6x1 mũ 3 nè trừ cho 48x1. X2 là thay bằng là trừ 6 trừ x1. Từ từ làm nha. Đó. Còn chỗ này mình thay bằng gì? X1 nhân x2. À thay, bắt đầu từ đây mới đúng không nhá? Từ đây nè. Đó. Thay chỗ này luôn là gì? X2 là thay bằng trừ 6 trừ x1. Trừ 6 trừ x1 nha. Bằng 0. Ok chưa? Bằng trừ 6 trừ x1 bằng 0. Vậy này tương đương 6x1 mũ 3 này. Này sẽ là mắc dấu trừ đi, thì làm thêm một dòng nữa cho chắc. Trừ 48x1 cái này là cộng cho x1 cộng 6 tất cả bình phương. Chỗ này nhân vô được là trừ 6x1 nè, trừ 6x1. Nhân vô được là trừ x1 bình phương bằng 0. Được không? Cái này tương đương. Cái này là 6x1 mũ 3 nè. Chỗ này là x1 bình phương là với trừ 1 phương là hết chưa? Hết rồi. Này còn lại là 12, hai lần AB là 12 x1 nè. Mà trừ 6x1 là còn 6x1. 6x1 cái này là trừ 48 mà cộng 6 là còn trừ 42x1. Đồng ý chưa? Trừ 42x1. Chỗ này cộng 6 bình là 36. Cộng cho 36. Rồi, đẹp rồi đó. Sau đó chúng ta rút gọn cho 6 thì còn lại là x1 mũ 3 trừ cho 7x1 cộng cho 6 bằng 0. Phương trình có dạng đặc biệt đó là nghiệm bằng 1 nha. Tới đây thì chúng ta dùng sơ đồ Khmer chứ giải câu này mà giải không được ra bậc 3 mà giải bình thường không nổi đâu. Tách ghép khó lắm. Sơ đồ Khmer nha. Đây. Hệ số A là một nè, không x bình, cái đây coi như là không x một bình, nghĩa là hệ số B là không, hệ số C là trừ 7, hệ số tự do là 6, đầu ra nhân ngang cộng chéo đầu ra là một ra xuống nè, nghiệm của mình nhẩm được là một đúng không? Một mũ 3 trừ cho 7 nhân 1 cộng 6 đúng hay không? Nghĩa là một, đầu ra nhân ngang cộng chéo lấy một nhân một là một cộng cho không là bao nhiêu đây? Là bạn một
Ok chưa? Tiếp tục lấy 1 nhân 1 là 1 cộng với trừ 7 là còn trừ 6. Đồng ý chưa? Rồi 1 nhân trừ 6 là trừ 6 cộng 6 bằng 0. Chia sau bằng 0 là đúng. Vậy thì cái này nó tiếp tục nó bằng gì đây? Nó ra là x1 trừ cho 1 nè. Đó. Nhân cái này gắn ghế bình vô nè. Là được là x1 bình. Ghế x1 vô là cộng x1 trừ cho 6 bằng 0. Đó. Thấy chưa? Tới đây thì chúng ta nhẩm được nghiệm không? Cái này nhẩm được nghiệm nè, lấy máy tính ra nhẩm. Hoặc là lấy đưa về tích luôn cũng được không sao ấy. Rồi tới đó xong rồi được đó. Được rồi. Này tương đương đi, tương đương. X1 trừ X1 trừ cho 1 nhân cho X1 bình phương cộng X1 trừ 6 bằng 0. Tới đây chúng ta bấm máy tính. Mút 9 2 2 nhập vô là 1 1 trừ 6 1 1 trừ 6, câu này siêu hay nha. Trắc nghiệm là 2 với trừ 3 à, 2 với trừ 3 thì mình ghi là từ từ vậy. X1 trừ 1 này, x nghiệm là 2 nha với trừ 3 nha, đổi dấu thành gì? X1 trừ 2 đổi dấu thành cộng 3, x1 cộng 3 bằng 0. Đây là phương trình tích a nhân b nhân c bằng 0 thì mỗi cái bằng 0, thì mình cho cái này bằng 0 được là x1 bằng 1 nè, cho cái này bằng 0 x1 bằng 2, cho cái này bằng 0 thì x1 bằng trừ 3. Ok chưa? Bằng trừ 3. Tới đây thì chúng ta có là sẽ có 3 trường hợp rồi, x1 c để x2 được không? X2 đây. X2 là trừ 6 trừ x1 đúng không? Vậy x2 sẽ là trừ 6 trừ x1 đây đây, từ xí. Thầy nhắn máy tính cho nhanh nha. Trừ 6 trừ cho x nè, nhắn CA là C. X2 thì x1 thay bằng 1 nè, thay bằng 1 vô. X2 sẽ bằng trừ 7. Được không? Rồi tiếp tục. X2 bằng CA là C số 2 trừ 8. Tương C ra này, C ra. Rồi, trừ 3 nha. CA là C trừ 3 bằng trừ 3. Đó. Chúng ta có được ba cặp, ba cặp x1 x2 nha, ba cặp x1 x2. Rồi tiếp tục xử lý nè, có ba trường hợp. Nhất là với x1 bằng 1, x2 bằng trừ 7 thì mình thay vào đâu? Mình thay vào cái chỗ này nè, chỗ này đâu đâu, chỗ đây này là 1 nha, này là 2, thay vào 2 nha. Thay vào 2 thì mình có x1 nha, x2 là 1 nhân với trừ 7 thì bằng gì? Nó bằng là bài đây khó ghê á, chưa? Nó bằng là gì đây? 6m trừ m bình bằng là 6m trừ cho m bình phương. Thầy chuyển hết qua trái luôn nha, là m bình phương đi trừ 6m, cái này là trừ 7 bằng 0. Được chưa? Cái này là m bình phương trừ 6m trừ 7 bằng 0. Phải không? 6m này, 6m chỗ này là 6m. Đâu rồi, mất rồi. Thôi bỏ đi, mất rồi. Dạ. Là 6m trừ m bình đúng không? Vậy là chuyển sang trái. Được chưa? Chuyển sang trái là chuyển sang trái này. Là m bình phương trừ 6m đúng không? Trừ 7 bằng 0. M bình phương đúng rồi, trừ 6m đúng là trừ 7 bằng 0. A trừ B trừ C bằng 0 chưa? A trừ B trừ C bằng 0. Và nó có hai nghiệm đó là gì? Một nghiệm là M bằng mấy? Bằng trừ 1. Một nghiệm là M bằng 7. Còn không thì máy tính đây. Nhập vô nè. Mode 922. Menu 922 á. Mắc rồi. Menu 9. Máy bị lỗi rồi. Menu 922. Rồi. 1 trừ 6 trừ 7 1. Cái gì bấm gì kìa? 1 này bằng nè, trừ 6 nè, trừ 7 nè. Nó ra hai nghiệm là 7 với trừ 1. Ok chưa? Phải không? 6m trừ m bình bằng trừ 7. Chuyển cái này qua trái là m bình trừ 6m trừ 7 đúng rồi. Và cái này thì điều kiện của chúng ta là đúng với mọi m phải không? Có phải không? Đó, điều kiện của chúng ta là m khắc 3. Phải thỏa mãn chưa? Họ mở rồi. Trường hợp 2 là với x1 bằng gì đây?
x1 bằng 2, x2 bằng trừ 8. Bằng 2, x2 bằng trừ 8. Suy ra gì đây? Thay vào đâu? Vào 2. Là 2 nhân cho trừ 8 thì bằng gì? 2 nhân trừ 8 thì bằng là 6m trừ m bình. Chuyển hết sang trái nha, là m bình trừ 6m trừ 16 bằng 0. Bấm máy tính có nghiệm không? 1 trừ 6 trừ 16. 1 nè. Bằng trừ 6 nè. Trừ cho 16. Nó ra là 8 với trừ 2. Nó ra hai nghiệm là m bằng 8 hoặc m bằng trừ 2. Mà điều kiện này m khác 3 đúng không? Do đó thì thỏa mãn. Rồi bài rất dài luôn nha. Trường hợp thứ ba. Trường hợp 3 là với x1 là bằng này gì đây? Trừ 3, x2 bằng trừ 3. X1 bằng trừ 3, x2 cũng bằng trừ 3. Suy ra thay vào 2 nha. Là trừ 3 nhân cho trừ 3 thì nó bằng là 6m trừ cho m bình phương. Đó. Vậy là chuyển sang trái đi là được là m bình phương trừ 6m. Trừ 3 nhân trừ 3 là cộng cho 9 bằng 0. Vậy thì tương đương với là đây là m trừ 3 tất cả bình phương hàng đẳng thức bằng 0. Vậy tương đương với m trừ 3 bằng 0. Tức là m bằng bằng 3. À, m bằng 3, m khác 3 thì loại không thỏa mãn nha, không thỏa mãn. Vậy vậy đây, với m thuộc tập hợp gì đây? Trường hợp 1 là trừ 1, 7, trường hợp 2 là trừ 2, 8. Vậy trừ 2, trừ 1, 2, 8. À, trừ 2, từ trừ 1, 7, trừ 2, 8, trừ 1, 7, trừ 2, 8, trừ 1, 7, trừ 2, 8. Rồi. Vậy mà thuộc tập hợp là các phần tử là trừ 2, trừ 1, 7, 8 thì sao? Thì thỏa yêu cầu bài toán. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.